gió giăng một lòng chung quyết tâm thương thọ hoàng triều. Dình cô con kỹ pháp hình nghi minh, nước nhi quốc quy nào đâu duy nay an hình chẳng tha. Nhưng ai lọc lừa giang ngoan. Dặm đường thiên ly đường xa, tính kinh đại thừa Phật pháp, cho ngàn nhân sinh thoát qua luân hồi tử sanh vô thường. Cho dù sương cho vượt núi manh non khó khăn, không hề sờn lòng nay tình thiên tư đề qua tấu chương danh thờ, mong giúp đường thăng sớm mau lên